Mặt bậc cầu thang thế hệ mới của Haroma chưa đầy 200.000 cho 1 mét tấm mặt bậc này. Và với anh chị em làm bên thiết kế, bên thi công, bên cửa hàng thì giá chỉ hơn 100.000, bé tí xíu thôi mọi người nhá. Với mặt bậc cầu thang giả gỗ của Haroma này thì nó có khả năng chống trơn trượt hiệu quả nhất đến thời điểm bây giờ. Bề mặt vân 3D này mọi người này, bề mặt vân 3D sần sần lên, chống trơn trượt hiệu quả. Anh chị em lau chùi vệ sinh vô tư thoải mái. Trường hợp nhà có bị nồm ẩm hay là bị thấm nước đi chăng nữa cũng không lo là bị phồng rộp mọi người nhá. Giả vân gỗ rẻ hơn gỗ từ 3 đến 5 lần, hơn nữa tuổi thọ lên đến trên 20 năm. Có rất là nhiều màu cho nhà mình lựa chọn, từ những tông màu như là gỗ sồi này, màu gỗ đậm này, màu cánh gián và màu ốc chó, rất là chân thực. Thi công lại nhanh chóng, chỉ việc bôi keo vào mặt sau và chúng ta ốp trực tiếp lên trên mặt bằng cầu thang là đã hoàn thành rồi. Chiều dài là 3 mét, sẽ có thêm những thanh phụ kiện như là nẹp bậc và cổ bậc như thế này nữa cho nhà mình. Đây, cổ bậc cầu thang, mặt sau nhựa FBC, mặt trước đồng màu vân gỗ với cả màu tấm mặt bậc, rất là thuận tiện trong quá trình thi công. Haroma tuyển đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc và dành 100 suất ưu đãi đầu tiên cho những anh chị em nhà mình sẵn sàng lấy số lượng lớn. Và inbox ngay cho đội ngũ của Haroma để cập nhật bảng giá mới nhất nha.